thăm trang trại trồng rau hữu cơ Organic tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, đến Organic Farm, nghe những câu chuyện, những bài học kinh nghiệm trong trồng rau, từ cách phòng trừ sâu bệnh không dùng thuốc, đến tâm huyết mà chủ nhân nơi này dành cho từng loài rau, du khách sẽ tìm thấy nhiều trải nghiệm mới mẻ. Chính chủ nhân nơi này sẽ là hướng dẫn viên nhiệt tình giúp du khách tìm hiểu về trồng rau hữu cơ, tận mắt nhìn thấy cách diệt trừ sâu bệnh vô cùng đặc biệt, dùng thiên địch thay vì dùng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học. Để cho nó đủ một cái tour gọi là du lịch mà để mà quảng bá và giới thiệu cái sản phẩm mà đúng thế nghĩa của nó đó, thì thường nó có một cái bài nói chuyện về cái quy trình mà sản xuất thực ở trong này là như thế nào, cái cách đấu tranh sinh học với là sâu bệnh như thế nào. Sau đó là có một cái khảo sát những cái con thiên địch ở trong cái trại của mình để mà chỉ vẽ thêm cho cái người mà tiêu dùng là cái con đó là con gì và cái cuộc sống nó như thế nào và nó sẽ trị con côn trùng như thế nào thì cho người ta thấy. Việc thứ ba đó là cũng có cái thực tập lại để cho cái người đó được trồng cây ở trong công ty. Và hướng tương lai là để mà giảm bớt cái chuyện mà ra vô những cái nông trại mà những cái nhà mà mình cách ly á, thì sẽ dựng lên những cái nhà, ví dụ như cái nhà ở đây là điển hình trong đó để cho cái người du lịch có thể đi vào thu được hàng nữa cả. Họ thu tự tay, họ thu cái hàng và tự tay họ được thử cái hàng đó. Và đồng thời là cuối cùng là khi mà lên trên á, thì có một cái chỗ nơi để mà chế biến lại, trộn rau, trộn tất cả để cho người ta ngồi thưởng thức, so sánh những cái vị của giữa cái rau này với rau khác. Ngoài những trải nghiệm lý thú mà tour nhà vườn Đà Lạt mang lại, du khách còn được hướng dẫn cách làm các món rau trộn hấp dẫn, tốt cho sức khỏe với chính những loại rau tươi tại nhà vườn. Nếu đi cùng với người thân hay bạn bè, đây quả thật sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ khi được tận tay chế biến và thưởng thức hương vị khó quên của nhiều loại rau củ quả đặc trưng xứ Ôn Đới của Organic Farm.